Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Và phần diễn đọc Dương Vũ. Qua một lúc, chàng cất giọng nói: Từ huynh biết không, giống Bạch Dượng mà chúng mình vừa trông thấy đó, loại này khôn ngoan và lanh lẹ vô cùng, lại hiếm có nữa. Nếu được huấn luyện và dạy dỗ một cách chu đáo thì nó không thua gì một cao thủ. Từ Bửu Châu bấy giờ mới chợt hiểu, nhất định rằng Bạch Dượng kia là của lão Hồng Thái Châu nuôi dạy, vì ngọn núi này là vùng cấm địa của lão ta. Xung quanh đây đâu ai dám lại giảng qua lại, kể cả bọn thương buôn. Nhà Trúc gật đầu đáp: Ta có thể theo dõi nó để lên tận xào huyệt, nhưng phải cẩn trọng lắm mới được, vì nó rất thính. Từ Bửu Châu đáp nhanh: Thế nào ngày mai nó cũng xuống hái quả, chúng ta chờ xem. Giờ để Ngưu huynh ra hái một ít đem vào dùng thử. Không đợi cho Nhã Trúc có đồng ý hay không, chàng chạy nhanh ra ngoài rồi nhảy vút lên cây. Sau một hồi tìm kiếm, chàng chỉ hái được có 5 quả chín mọng đem vào liều. Nhã Trúc cầm trái cây xem xét một cách dè dặt, chưa dám ăn, thì Từ Bửu Châu đã rút ra một cây kim bạc đâm sâu vào trong trái. Một khắc thời gian trôi qua rồi mới lấy cây kim ra. Lúc bấy giờ chàng mới an tâm bảo với Nhã Trúc: Trái cây này không độc, nhị đệ cứ ăn đi, Ngô huynh đã thử rồi. Vừa nói chàng vừa đưa trái cây lên miệng cắn ăn một cách ngon lành. Chất ngọt và lạnh của trái cây thấm qua cổ họng, làm cho người cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nhã Trúc vừa ăn vừa trầm trồ: Ồ, thật là một trái cây quý, thảo nào mà Bạch Dượng không tỏ ý thèm thuồng sao được. Bửu Châu gật đầu rồi nói tiếp: Nếu bọn chúng biết có kẻ lạ mặt đang xâm nhập vùng tốc địa của chúng, mà lại ngang nhiên thưởng thức trái cây ngon này, chắc chúng không đời nào chịu để yên đâu. Đến lúc về trưa, Từ Bửu Châu và Nhã Trúc đang đứng nhìn chăm chăm lên đỉnh núi. Bỗng nghe Nhã Trúc hét lên một tiếng, đồng thời tay của chàng phất ra, hai hạt châu nho nhỏ bằng hột đậu dùng vút bắn ra. Sau một tàn cây rậm lá cách ngoài 2 trượng, hai lão đại hán té nhào xuống đất. Từ Bửu Châu giật mình, quay lại nhìn thấy hai đại hán đã bị Giang Nhã Trúc dùng thiết đạn bắn trúng huyệt đạo, rơi xuống đất chẳng kịp rên la. Từ Bửu Châu đến gần cúi xuống quan sát, thấy hai đại hán bị mỗi người một viên đạn tròn màu bạc lóng lánh ghim lúc vào yếu huyệt. Từ Bửu Châu thầm thán phục, chàng ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhã Trúc đang mỉm cười như một đóa hoa hồng trong nắng sớm. Từ Bửu Châu chăm chú nhìn, bất giác chàng quay đi, tâm hồn rung động thật lạ lùng. Một lúc chàng mới nói: Giang nhị đệ có được một thần công như vậy, thật Ngưu huynh vô cùng thán phục. Giang Nhã Trúc khiêm tốn: Danh tiếng của Từ huynh lẫy lừng trên giang hồ, còn tài nghệ ít ỏi của tiểu đệ có thấm vào đâu chứ. Bửu Châu trầm ngâm giây lát rồi nói: Hai người này chắc là môn nhân của Linh Viên Sơn chủ, giờ nhị đệ tính sao? Giang Nhã Trúc liền đáp: Trước kia chúng ta định theo dõi để tìm đường lên núi, giờ đã bị họ phát giác và ta đã cầm chân được họ, thì Từ huynh hãy giải khai huyệt đạo nhờ họ dẫn lên núi chứ còn sao nữa. Từ Bố Châu gật đầu bước gần đến đại hán, tay của chàng khẽ vẫy thì hai viên đạn đã rớt ra. Nhã Trúc tinh ý liền kèm sát đại hán thứ hai. Hai người đều lẳng lặng không nói một tiếng nào, nhưng họ đã để ý đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Vào sâu khe núi độ 30 trượng, địa thế núi càng cao, lối vào càng hiểm trở hơn. Anh em Nhã Trúc vẫn kèm sát hai lão đại hán một cách chặt chẽ, không dám phân tâm. Hơn một canh giờ, đoàn người mới vượt qua chúng treo leo đó. May ra không xảy ra điều gì. Hết con đường hẹp thì trước mặt của họ đã hiện ra một đỉnh núi cao vút, mây xanh đứng sừng sững dưới ánh trăng mờ.
Sườn núi có một khoảng đất độ 100 mẫu. Bốn phía có những đỉnh núi cao quanh, nhưng không có ngọn nào cao hơn ngọn núi họ đối diện. Hai lão đại hán dẫn đường vừa đặt chân trên mảnh đất đó, thì đột nhiên có tiếng thét vang trời nổi lên. Trong bóng tối xông ra bốn đại hán áo vàng nữa. Tay của mỗi người đều cầm đồng ba và thiết giảng, sắp thành hàng ngang tiến dần đến. Hai lão đại hán dẫn đường thấy đồng bọn xuất hiện, liền bốn chân nhảy nhanh về phía bốn đại hán mới đến. Thấy họ sử dụng vũ khí lẹ như chớp, Nhã Trúc rút kiếm chém nhanh vào hai đại hán dẫn đường, nhưng không còn kịp nữa. Hai gã này đã vượt qua bốn tên đại hán kia và biến vào trong bóng tối mất dạng. Từ Bửu Châu thấy bọn chúng xuất hiện với vũ khí cản đường, biết rằng muốn lên núi tất phải đẩy lùi bốn đại hán này mới được, nên vũ lộng bảo đao xông vào. Bốn đại hán cản đường sắp thành hàng ngang, đưa bốn chiếc đồng la ra ngăn cản. Ánh sáng màu vàng nhấp nhánh biến thành những bức tường kiên cố. Từ Bửu Châu vì nóng lòng nên núi, cho nên vừa xuất thủ đã vũ động bảo đao như một luồng lân tinh bay tới. Chiêu này là một tuyệt học trong Liên Hoa kiếm phổ, lúc ra tay hoài thế rất mạnh, nhưng chàng chỉ mới sử dụng có 5 thành công lực. Tuy nhiên bốn tên đại hán kia đều là những hộ pháp của Linh Sơn, cho nên võ công của họ đã đạt đến mức cao cường. Bốn chiếc đồng ba cùng vũ động, tức thì một màn ánh sáng che khắp người, chỉ nghe tiếng ken ken và thanh kiếm của chàng phải bị đẩy bật sang bên. Từ Bửu Châu nghĩ rằng với tuyệt chiêu này, dẫu địch thủ không bị trọng thương cũng phải thối lùi vài bước. Ngờ đâu địch thủ đã không thối lùi, mà kình lực của đồng ba lại đẩy bạc kiếm của chàng sang một bên nữa. Trong lúc chàng đang suy nghĩ, thì bốn chiếc đồng ba của bốn gã hộ pháp đã múa thành bốn đường vòng tròn loan loáng tấn công tới. Từ Bửu Châu liền biến chiêu, quài bảo đao lách mình đánh trả một lúc bốn thế. Bốn luồng ánh sáng điểm vào bốn gã đại hán hộ pháp, không phải tay vừa, bốn gã như đã đề phòng trước. Mố bốn cây thiết giảng thành bốn đường vuông phá đường đao của Bửu Châu lại. Với những thế võ tương tự của đối phương, trong nhất thời Từ Bửu Châu khó mà áp đảo nổi. Nhã Trúc đứng ở bên ngoài lượt trận, thấy chiêu thuật đồng ba và thiết giảng của bốn đại hán áo vàng thật quái dị, khiến cho Từ Bửu Châu khó bề phân thắng bại được, nên muốn xông vào trợ chiến. Bỗng Từ Bửu Châu hét lên một tiếng, thì bảo đao của chàng sử dụng các chiêu thức trong Liên Hoa kiếm phổ cùng một lúc với bốn chiêu, ánh kiếm sáng ngời công tới. Bốn đại hán hộ pháp bất thần không kịp đối phó, cho nên phải lùi ra sau 2 bước, giành được ưu thế. Từ Bửu Châu không để lỡ cơ hội, thừa lúc bọn họ chưa kịp chỉnh đốn hàng ngũ, chàng tung kiếm đánh luôn bốn chiêu, làm cho cây thiết giảng của đối phương bị tung ra khỏi tầm tay, xa hơn cả trượng, ghim sâu vào sườn núi. Bốn đại hán hộ pháp chịu không nổi thế đao mãnh liệt của chàng, nên phải lùi ra sau hơn 1 trượng. Từ Bửu Châu không muốn ăn thua đủ với bọn họ, nên ngừng tay ôn tồn nói: "Chúng ta đã thử qua võ công, bây giờ xin bốn vị hãy lên trình với sơn chủ rằng có ban chủ cái bang ở Trung Nguyên cùng hiền đệ muốn lên núi ý kiến." Bốn đại hán nhìn Bửu Châu rồi đáp: "Muốn lên núi ý kiến sao nhị vị lại đã thương người của bổn viện?" Giàn Nhã Trúc cướp lời đáp: "Hai đại hán ấy dòm ngó hành động của tại hạ, thì trách sao tại hạ không ra tay cho được. Nếu quý vị kiếm cớ không chịu trình lời yêu cầu của chúng tôi lên sơn chủ, thì đừng trách huynh đệ chúng tôi ra tay tàn ác." Bốn đại hán hộ pháp vừa ném ngọn đao lợi hại của Từ Bửu Châu, biết rằng nếu hai người hợp công thì khó ngăn chặn được. Hơn nữa, một vị ban chủ cái bang của một môn phái đã thân hành ý kiến một bang phái là việc trọng đại trong võ lâm, không thể khinh thị. Nên lão đại hán hình như cầm đầu trong bọn đáp: "Đã là một ban chủ của một bang phái thì chúng tôi sẽ không từ chối việc bẩm cáo cùng vị chủ tọa của chúng tôi. Sông đỉnh núi là nơi cách nhau khá xa, quý vị hãy đứng đợi ở đây giây lát." Giang Nhã Trúc thấy bốn gã đại hán tuy họ tuân lời,
Nhưng cử chỉ và lời nói có vẻ ngạo nghễ nên tức giận nói: Linh Diêm Viện của các ngươi đối với khách không biết lễ độ gì cả. Các ngươi có tin rằng ta đủ sức lên núi mà không cần báo trước hay không? Giang Nhã Trúc vừa dứt lời thì chợt nghe ở bên sườn núi có tiếng cười lớn và nói: Người nào dám to gan như vậy, dám đột nhập vào vùng cấm địa mà còn hỗn láo với Linh Diên Sơn? Tiếng nói sang sảng và bóng người từ trên sườn núi cao rơi xuống như một bóng lưu ly. Giang Nhã Trúc đưa ánh mắt nhìn theo chiếc bóng mờ ấy thì thấy người vừa xuất hiện là một đại hán trung niên, tuổi quá 50, mặt dài, đôi mắt sắc sảo, tay cầm cây đàn trưởng, thần pháp kỳ diệu vô cùng. Bốn đại hán hộ pháp áo vàng đối với đại hán áo xanh mới đến rất cung kính. Họ đều đứng nép sang một bên nhường lối đi và cúi đầu cung kính. Lão đại hán áo xanh vừa xuất hiện đến trước Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc. Ông ta cất giọng hỏi: Các ngươi từ đâu đến? Nhã Trúc thấy vẻ hách dịch ngạo nghễ của lão đại hán áo xanh ở trong lòng tức giận. Song trưởng của Từ Bửu Châu đã nghiêm mặt đáp: Bàn chủ cái bàn Trung Nguyên muốn gặp sơn chủ Linh Diên Sơn, có chuyện cần thỉnh ý. Lão đại hán áo xanh chăm chú nhìn hai người một hồi rồi cười ha hả nói: Xin thất lễ, xin thất lễ. Lão phu là linh tử, có nhiệm vụ tiếp khách trong Linh Sơn, thế mà thiếu hiệp và ban chủ một bàn phái lớn mà lão phu lại không biết, vậy xin mời thiếu ban chủ lên núi. Dứt lời, Linh Diên Tử cầm ngang cây đàn trưởng thi lễ. Giang Nhã Trúc tuy nghi ngờ thiện chí của lão áo xanh, song vẫn bạo dạn tiến lên và ra hiệu cho Từ Bửu Châu theo gót lão lên trên núi. Lão đại hán áo xanh dẫn đầu, theo sau là Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc, cuối cùng là bốn đại hán áo vàng cùng theo sau. Lúc mới bắt đầu lên núi, tuy đường đi hiểm trở, nhưng khi lên đến 300 trượng cao thì đường lối không còn nữa, đâu đâu cũng là tuyết đóng dày, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt. Lão linh tử vẫn phăng phăng đạo tuyết như ở trên đất bằng, nếu người mà khinh công yếu không thể nào theo cho kịp. Từ Bửu Châu kinh nghiệm già dặn hơn Giang Nhã Trúc nên biết rằng các nhân vật ở trong thiền viện này không phải là dùng con đường này, vì vậy chúng ta phải luôn luôn theo sát lưng của lão áo xanh. Vượt khỏi đoạn đường tuyết đóng lại tới một khoảng rừng dày, những gốc cây tùng san sát bên nhau che kín những ánh sáng ở bên trên nên tối mịt, không còn thấy rõ khu rừng ấy bao xa nữa. Đến mất khoảng trong bóng tối đen kịt, đột nhiên lão già áo xanh quay lại nói: Trong rừng tuy có những đường đi nhưng phải quanh co mất nhiều thì giờ, có lẽ chúng ta nên đi trên ngọn cây còn nhanh hơn là đi ở dưới này. Rồi không đợi cho Từ Bửu Châu đáp, lão nhảy giọt lên ngọn cây tùng lướt đi. Từ Bửu Châu biết lão này muốn thi triển khinh công, chàng cười gằn một tiếng rồi cất mình vút lên thi triển bộ pháp phi đăng thủy. Chàng lướt nhẹ trên ngọn tùng theo sát lão áo xanh một cách rất dễ dàng. Riêng Giang Nhã Trúc thì tâm trạng cũng như Từ Bửu Châu, và chàng đã sử dụng thần ảnh tinh quang bắn lên dù qua mặt của lão hán độ non một trượng và cứ vậy mà lướt đi. Qua khỏi khu rừng tùng thì Nhã Trúc chậm lại và lão áo xanh mới qua đi trước, và chàng đã thấy gần đến đỉnh. Bây giờ đêm đã vào lối canh hai. Từ Bửu Châu ngầm đưa ánh mắt quan sát chung quanh, nhận thấy đỉnh núi rộng độ trăm mẫu. Linh Diên Viện được tọa lạc ở trên khoảng đất này, từng mái nhà san sát bên nhau với những lối kiến trúc rất là tinh vi. Lão hán linh tử đưa khách vào trong khách sảnh. Nơi đây trưng bày thật đơn sơ nhưng vô cùng trang nhã. Được linh tử lão hán dẫn đường nên từ lúc vào cổng viện cho đến khách sảnh, Từ Bố Châu cũng như Giang Nhã Trúc đều gặp nhiều môn nhân của Linh Diên Viện, nhưng họ đều có dáng lạnh lùng và thản nhiên. Bây giờ trời quang mây tạnh, mặt trăng đeo lơ lửng giữa không gian, ánh trăng tỏa xuống dịu dịu. Trong phòng một cây đèn dầu tùng ngã màu xanh hoa lý, lão hán linh tử sau khi mời khách an tọa thì thấy một thiếu niên Giang Nhã Trúc ngồi sát bên Từ Bửu Châu mỉm cười.
Nét mặt của chàng ta tươi đẹp thật hồn nhiên, nên đã làm cho lão ta cũng phải ngẩn ngơ. Từ Bố Châu thấy lối kiến trúc của Linh Viên Viện thật đẹp khác thường, các phòng ốc lại được dựng lên, thế núi giống như là một bộ tộc của dân miền Sơn Ước. Tuy vào canh hai, nhưng trước phòng khách, dưới ánh trăng thấp thoáng, nhiều người lui tới trong phạm vi của Linh Viên Viện như có vẻ bận rộn, song mỗi người không ai nói với ai lời nào. Từ Bố Châu và Giang Nhã Trúc đều là những người biết chuyện giang hồ, từng vào các sào huyệt động phủ của bọn ma đầu ở Trung Nguyên, cho nên hai chàng đã từng dẫm bước phá tan nhưng chưa thấy có nơi nào vô cùng kỳ lạ và hiểm trở như chốn này. Tuy không nói với nhau, nhưng ở trong thâm tâm của hai chàng cũng đã thầm nhủ phải thận trọng về Linh Viên Viện này, chắc có vẻ thần bí và đáng ngại lắm. Chỉ một thoáng qua, lão hán Linh Tử thấy luồng nhẫn quan của Từ Bố Châu đã hiểu ngay nỗi lo ngại ở trong lòng chàng, nên lão cười ha hả rồi quay đầu lại nói: "Nhị vị chịu khó ngồi đây đợi một lúc để lão phu đi trình lại với sân chủ, rồi sẽ trở lại hầu chuyện cùng chư vị." Nhà Trúc nóng nảy nói: "Chúng tôi chỉ theo luật lệ của Võ Lâm đến đây với mục đích gặp lão sơn chủ, chứ thật ra dàn khách sảnh này đâu có cầm chân được chúng tôi." Lão hán Linh Tử cười xòa nói: "Nhị vị từ Trung Nguyên đến đây đường xa mệt nhọc, cần nghỉ ngơi cho khỏe." Dứt lời y cúi chào hai chàng, tài áo của lão ta chắp lại như là cung kính, nhưng thật ra bên trong chứa một nội lực rất thâm hậu, một luồng nội lực âm thầm bủa vào người của Từ Bửu Châu. Từ Bửu Châu vừa nghe tiếng gió, vội vàng đứng lên ôm quyền thi lễ, cũng ngầm dẫn nội lực phát chưởng chống lại. Hai chưởng chạm vào nhau, Từ Bửu Châu đứng trờ trờ không nhúc nhích, nhưng lão hán áo xanh trái lại thân hình bị đẩy lùi ba bước, lão ta mượn dịp ấy đi luôn ra ngoài. Chỉ mới một chưởng trao nhau, cả hai đều biết rõ nội công của nhau rồi. Từ Bố Châu tuy không biết nội lực của mình trội hơn lão ta mấy bậc, song chàng không khỏi thầm phục và quay sang khẽ nói với Nhã Trúc: "Hắn chỉ là một tên tiếp khách ở trong viện mà thôi, mà còn có thể chịu đựng được tới 7/10 công lực của Ngô huynh. Như vậy vị sân chủ võ công còn cao diệu đến mực nào, xem thế thì hoàn cảnh ở đây chắc là lành ít dữ nhiều." Tuy hai người ở trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng ở ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên ngồi yên nơi ghế một cách điềm đạm. Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc ngồi đợi mà lòng rất nóng nảy. Nhã Trúc muốn phóng ra ngoài để đi tìm sơn chủ Linh Viên Sơn. Đột nhiên có ba tiếng còng nổi lên, phá tan những cảnh yên lặng của núi rừng. Tiếp theo đó là một hồi chuông ngân dài trong không gian. Tiếng chuông nhỏ dần rồi im bặt, nhường lại cho rừng khuya cảnh lặng lẽ u buồn. Dạng vật như cửa mình thức giấc, rồi lại thiêm thiếp giấc nồng trong khung trời tuyết lạnh. Không bao lâu gã đại hán Linh Tử đã hấp tấp chạy đến. Lão chỉ đến với hai bàn tay không, chạy vào phòng rồi cung kính thi lễ với Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc, rồi lên tiếng nói: "Chư vị, trưởng lão tại bổn viện nghe nhị vị đến viếng rất là hoan nghênh. Nhị vị ấy đang chờ nhị vị ở tại đại sảnh, lão phu xin hướng dẫn nhị vị đến đó." Từ Bố Châu và Giang Nhã Trúc đưa mắt liếc nhìn nhau rồi cùng đứng dậy theo gót của lão đại hán Linh Tử. Muốn đến đại sảnh phải qua một vùng đất đỏ, theo một con đường nhỏ trải sỏi trắng thật đều. Hai bên có hai dãy tùng già, ánh trăng chiếu xuống một màu trắng đục. Đi được nửa dặm thì trước mặt đã hiện ra, trong ánh sáng tỏa, quang cảnh thật là rực rỡ. Lão hán Linh Tử đưa mọi người theo con đường đá đi vào đại điện. Điện này dùng toàn đá xanh để xây cất, bề cao chừng 3 trượng, bên trong chia thành 9 phòng. Ở trong điện có thắp 2 dải đèn dầu. Tuy ánh sáng xanh dịu nhưng không kém phần sáng sủa. Trong đại sảnh, trên một bệ đá xanh, 3 chiếc ghế chạm trổ thật là tinh vi. Đệm ghế bao bằng gấm vàng rực rỡ, trên ghế có 3 lão nhân đang ngồi tịnh tọa. Người ngồi giữa là một lão nhân da mặt hồng hào tươi tắn, râu tóc và đôi chân mài bạc phơ. Từ Bố Châu vừa nhìn qua phải lo lắng nghĩ thầm:
Một người nội công tinh thần đến đâu cũng khó có được một sắc mặt như thế này. Lão nhân này chính là đã luyện đến mức phản lão hoàn đồng rồi. Rồi chàng liếc nhìn lão nhân phía bên trái, thì thấy vị này mặt xám như chì, thân hình ú mập. Lão ngồi im lìm trên ghế như một đống thịt. Người ngồi bên phải thân hình lại lùn bé, mặt choát lại như mặt sóc, da mặt trắng nhợt như người bệnh. Ba người này chính là ba vị trưởng lão ở trong linh viện. Người ngồi giữa là vị đại trưởng lão Trường Thọ Nhân Linh Tuệ. Người mập ngồi bên trái là Tiến Phật Linh Tử. Và người ốm ngồi bên phải là Khô Lão Linh Khuê. Đứng đầu hai bên ba vị trưởng lão ấy có bốn vị hộ pháp áo xanh. Mỗi người đều có cầm một cây đàn trượng to bằng cổ chân. Bốn vị hộ pháp áo xanh này niên kỷ đã quá ngũ tuần. Ngoài ra phía sau lưng của đại trưởng lão Trường Thọ Nhân Linh Tuệ có hai con bạch dượng ứng trực nữa. Đại hán Linh Tử hướng dẫn khách nhân đến cửa đại sảnh, bỗng bước nhanh lên một bước rồi chắp tay hướng vào ba vị trưởng lão nói lớn: Bàn chủ cái bàn Trung Nguyên Từ Bửu Châu và nghĩa đệ Giang Nhã Trúc đã đến ý kiến sư phụ. Đại trưởng lão Linh Tuệ từ từ mở đôi mắt nhìn Từ Bửu Châu, rồi lại ngó qua Giang Nhã Trúc lên tiếng: Từ ban chủ thân hành đến đây, không biết có điều gì dạy bảo chúng tôi không? Lời nói tuy ôn hòa, song chứa đầy vẻ kiêu căng khách khí, làm cho Từ Bửu Châu phải nhíu mày. Tuy nhiên Từ Bửu Châu vẫn thủ lễ ôn tồn và nói: Nếu không có việc gì thì chúng tôi đâu có đến đây để làm bận rộn đến quý viện. Huynh đệ tại hạ vâng lời một vị tiền bối tên là Bá Đồ Tiêu Mục Khải, đến đây xin sơn chủ vui lòng chỉ dẫn cho một vài điều về trận pháp. Linh Tuệ chưa đáp thì Linh Từ, người ngồi ở bên trái, cười gằn: Muốn gặp sơn chủ đâu phải là chuyện dễ. Vị tiền bối họ Một Sai phái nhị vị đến đây thật là uổng công rồi. Giang Nhã Trúc giận biến sắc rồi nói: Từ xa lặn lội đến đây không phải chỉ để về không, tại hạ nhất định phải đạt được mục đích mới nghe. Khô lão Linh Khuê lại cười lớn và nói: Linh Viên Sơn không tiếp xúc một ai trên chốn giang hồ, giả lại cái bàn Trung Nguyên và chúng tôi chưa hề quen biết. Nơi đây là vùng quan ngoại, cũng là nơi cấm địa của Linh Viên Viện, không phải chỗ cho các người để nhiều lời đâu. Lời nói vừa khinh thị lại vừa phách lối, khiến cho Từ Bửu Châu giận đến run cả người. Giang Nhã Trúc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, chàng cất giọng đanh thép đáp: Linh Viên Viện cũng không phải là chỗ thành đồng vách sắt để chúng tôi kinh sợ. Chúng tôi lên đây để ý kiến và đã giữ theo khung phép lịch sử của giang hồ. Nếu quý vị nhất định không cho ý kiến sơn chủ thì buộc lòng chúng tôi không thể giữ mãi được sự kính nể này. Đại trưởng lão Trưởng Thọ Nhân Linh Tuệ cất tiếng cười ngạo nghễ và nói: Như vậy là nhị vị muốn đến đây để gây chuyện với chúng tôi sao? Giang Nhã Trúc liền lùi lại hai bước và hét lớn: Cái hàng này từ ngàn dặm đến đây, tuy thế cô tài mọn nhưng quyết không khuất phục kẻ nào. Đại trưởng lão Linh Tuệ bật lên một tràng cười. Ông ta đưa tay phất ra một cái, tức thì một luồng gió lạnh ập tới làm cho dải đèn của hai bên đại sảnh đều tắt phục. Từ Bố Châu thấy chưởng phong vừa tạt tới hơi lạnh buốt người, chờ cho đến những ngọn đèn được thắp lên thì ba chiếc ghế của ba vị trưởng lão đã biến đi đâu mất. Trước điện chỉ còn lại tri khách Linh Tử và bốn vị hộ pháp. Đại hán áo xanh đứng hầu lúc nãy tay cầm đàn trượng trong thế thủ, chỉ chớp mắt quanh đại sảnh đã thay đổi như thế quá bất ngờ. Từ Bố Châu cũng giật mình thầm nghĩ: Lão ta chỉ mới phất tài áo mà chưởng phong tỏa ra lạnh toát, chứng tỏ lão dùng một âm phong kỳ lạ. Chẳng biết nội lực của lão ta lợi hại đến bực nào đây. Trong lúc Từ Bửu Châu đang nghĩ ngợi thì bốn đại hán hộ pháp áo xanh đã chìa ra bốn góc bao vây Từ Bửu Châu vào giữa. Từ Bửu Châu thấy là đến lúc phải động thủ nên quay lại bảo với Giang Nhã Trúc: Hiền đệ tạm thời đứng yên để cho Ngô huynh thử xem tài nghệ của bốn vị này đến đâu cái đạt. Dứt lời chàng rút đoạt mệnh đao, bước tới một bước khỏi sự tấn công,
rồi đâm liền một đao vào ngực của một vị hộ pháp ở hướng tây. Từ Bửu Châu vốn có nội lực hơn người, bản lĩnh cao cường, nhưng đối với bốn tên đại hán hộ pháp cũng là những tay cao thủ trong Linh Viên viện thì cũng khó áp đảo ngay lúc đầu được. Bốn người này là bốn đệ tử ưng ý nhất của bà vị trưởng lão Linh Viên viện nên võ công thâm hậu tuyệt vời. Khi nghe hơi gió vũ lộng, ba cây đàn trượng cùng một lúc đánh ra. Bốn lão đại hán hộ pháp áo xanh theo đà tấn công Từ Bửu Châu. Chiều thứ hai có một sức gió vù vù như một luồng hào quang bao vây địch thủ. Trận đấu vẫn còn tiếp diễn mãi. Qua 10 chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Từ Bửu Châu không nao núng liền dẫn nội lực vào tay đao, dùng chiêu thuật trong Liên Hoa kiếm phổ ra đối phó. Đồng thời tay trái vận chưởng quét ra. Bốn cây đàn trưởng phải đồng loạt thâu về, không dám ào ạt tấn công như trước. Nguyên trong Liên Hoa bí kiếp mà Giang Nhã Trúc tặng cho chàng có một chưởng chỉ ghi về kiếm thức. Từ Bố Châu đã sử dụng những tuyệt chiêu này, vừa đánh ra đã gây nguy hiểm cho đối phương không ít. Giang Nhã Trúc đứng xem Từ Bố Châu giao đấu hết sức điêu luyện, làm cho chàng kính phục vô cùng. Nhã Trúc cứ ngẩn người ra xem không chớp mắt. Từ Bửu Châu liên tiếp tấn công hơn mười mấy chiêu, khiến cho bọn đại hán hộ pháp phải luôn tay chống đỡ. Bọn đại hán hộ pháp đánh theo lối liên hoàn nên chưa bị Từ Bửu Châu áp đảo. Từ Bửu Châu tuy giao đấu nhưng chưa trổ hết thần oai. Chàng đến đây không phải là để hơn thua bằng nội lực, bằng kiếm pháp, mà đến vì Võ Lâm Trung Nguyên đang bị đe dọa bởi một môn phái âm mưu sừng bá võ lâm tiêu diệt quần hùng. Chàng vẫn đấu cầm chừng để giữ sự hòa khí. Đêm vẫn chưa tàn, bóng đêm như chứa đựng một cảnh chết chóc âm u. Ánh kiếm lằn đao vẫn loang loáng, lòng của Nhã Trúc và Từ Bửu Châu vẫn nôn nóng bực bội không cùng. Từ Bửu Châu lúc đầu suy nghĩ giao đấu với bọn Linh Viên viện chỉ cầm chừng, nhưng sao chàng lại nghĩ đường đường là một bang chủ mà không hạ nổi bọn hộ pháp này trong vài hiệp thì còn gì là thể diện của cái bang. Nghĩ vậy cho nên Từ Bửu Châu thay đổi ngài kiếm pháp, chàng tung ra những tuyệt chiêu trong Liên Hoa khai quang, rồi hợp giới Diêm Hoa hợp kiếm đánh ra một lượt. Luồng đạo quang vũ lộng như ánh lân tinh, như hàng vạn đó hoa sen khổng lồ hiện ra, ép đến bốn vị đại hán hộ pháp áo xanh vào một góc. Bỗng nghe một tiếng hét kinh người, bốn đại hán hộ pháp áo xanh trong lúc liên tiếp thối lùi bỗng biến đổi trận pháp, cùng nhau đổi vị trí mà ứng phó. Ban đầu họ lúng túng, nhưng sau vài chiêu bốn cây đàn trưởng kết ra thành một bức màn cản hết sức là nguy hiểm, đánh tạc đường đao của Từ Bửu Châu. Bốn người hợp một sử dụng thế đánh liên hoàn trông hết sức là lợi hại, mà Từ Bửu Châu mặc dù kiếm pháp linh diệu cũng không làm sao công phá nổi. Giang Nhã Trúc thấy vậy, chàng càng tức giận, rút kiếm nhảy vào ứng chiến. Một nhát kiếm của chàng vừa công tới, bốn vị đại hán hộ pháp áo xanh đã rẹt ra làm đôi. Họ chia nhau ra làm hai nhóm để đánh với Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc. Ban đầu hai gã đại hán hộ pháp áo xanh dùng đàn trưởng áp đảo, đẩy lùi Nhã Trúc ba bước. Chàng cố áp dụng kiếm pháp chống đỡ, nhưng cây đàn trượng của bọn hộ pháp bài lượng dùng dục. Và vừa mới lâm trận, Nhã Trúc đã bị bọn hộ pháp chiếm thượng phong. Chàng thì ít quen giao đấu với kiếm trượng cho nên mới bị thối lùi. Nhưng chỉ một thoáng sau, chàng đã theo thế ngự khí xuyên dân. Lúc nhảy bên tả, lúc nhảy bên hữu, làm cho đại hán hộ pháp kia không biết đâu mà tránh né. Giang Nhã Trúc lại chiếm được ưu thế. Hai đại hán hộ pháp áo xanh ấy bị chàng ép từ góc này qua góc khác. Thế vậy Nhã Trúc thích chí quá. Bây giờ việc thắng bại của hai bên đã phân rõ ràng. Bốn hộ pháp đại hán áo xanh đã bị Nhã Trúc và Từ Bửu Châu áp đảo liên hồi, khiến cho bọn chúng phải lùi về thế thủ một cách khó nhọc. Nhưng Nhã Trúc và Từ Bửu Châu chỉ cố tình làm cho bọn chúng sợ chứ không muốn hạ độc thủ. Trong lúc đó bỗng có tiếng thét kinh hồn. Hãy lùi ra hết, đồ vô dụng. Chỉ có hai tên tiểu tử mà bốn đứa bay không làm gì được. Tiếng hét như sấm
làm cho bốn đại hán hộ pháp phải giật mình đánh bật ra một chiêu rồi thối lùi. Vừa lúc ấy, Tiếu Phật Linh Từ xuất hiện. Linh Từ là một vị trưởng lão mập phệ trong ba vị trưởng lão của Linh Viên Viện. Tiếu Phật Linh Từ nổi giận, đôi mắt trợn dọc, lộ vẻ hiểm ác. Từ bố cháu biết rằng ông ta là một trong ba trưởng lão võ công rất cao cường, nên chàng ngầm dẫn khí vào song chưởng để đề phòng bất trắc. Tiểu Phật Linh Tử đối diện với Từ Bửu Châu, lão ta cười gằn một tiếng và nói: "Kiếm thuật của bàn chủ rất kỳ diệu, giờ đây lão phù xin lãnh giáo vài chiêu chưởng pháp." Dứt lời, Linh Tử bước tới xuất thủ đánh tạc qua một chưởng. Từ Bửu Châu đã đề phòng sẵn cho nên bước tới một bước, xuất thê mãnh sư khai lộ ra chống lại. Linh Tử tuy thân thể mập phệ, song thân pháp rất là nhanh nhẹn. Toàn thân vũ lộng như chớp, vừa xoay lưng một cái đã tung liền một lúc hai chưởng tiếp theo. Chưởng trước liền với chưởng sau không đầy nháy mắt. Từ Bửu Châu thấy nội công của đối thủ quá ư hùng mạnh, chàng liền tung ra một chiêu thất tinh chưởng thành một vòng tròn muôn vàng tinh tú để hóa giải chưởng lực của đối phương. Hai bên đã giao đấu qua bảy chiêu. Từ Bửu Châu thần sắc vẫn thản nhiên, lôi xuất chiêu của chàng càng lúc càng xuất sắc hơn. Linh Tử cũng thấy thầm phục ở trong lòng, lão cười lớn và nói: "Bàn chủ cái bàn võ nghệ quá cao cường, hãy tiếp thêm vài chiêu nữa." Nói đoạn, lão và Từ Bửu Châu định xông vào giao đấu tức thì. Giang Nhã Trúc đã lướt đến chặn ngang Linh Tử, trố mắt nhìn một vị thiếu niên mặt đẹp, có đôi môi đỏ mọng thoa sang, dáng điệu quay hùng và nói: "Từ huynh hãy để cho đệ tiếp cho lão ấy vài chiêu." Vừa nói chàng vừa xuất chiêu trong lục trúc bài với quy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không áp đảo được bọn này thì khó mà đạt được mục tiêu. Linh Từ thấy chàng thiếu niên vừa ra tay đã sử dụng những thế công hiểm ác, liền dồn hết nội lực để trả đòn. Nhà Trúc nhất định hạ bớt một trưởng lão của Linh Viên Viện, nên chàng liền tung ra một chiêu lãnh phong truy mệnh ở trong lục trúc bài. Chỉ nghe Tiếu Phật Linh Tử kêu ồ lên một tiếng thì chưởng lực của lão đã bị quá giải ngay, và lãnh phong truy mệnh của Giang Nhã Trúc đã điểm ngay vào khúc nho nguyệt của lão Linh Tử. Linh Tử cảm thấy một luồng hơi lạnh từ ở trên vai xuyên qua các huyệt đạo, khiến cho toàn thân của Linh Tử dần dần không còn cử động được nữa. Biến cố xảy ra như chớp, khiến cho Tiếu Phật Linh Tử phải quản vía, nên không kịp vận lực bết các quyệt đạo kịp nữa. Không đợi cho chàng kịp ra tay, từ bên trong hai vị trưởng lão của Linh Viên Viện đã phóng ra. Trường Thọ Nhân Linh Tuệ vừa xuất hiện thì đã phát ra một chiêu bủa vào mặt của Nhã Trúc, tay còn lại tung ra một đạo chỉ phong điểm vào hai quyệt Thiên Linh Trụ và Cự Cốt của đối phương. Giang Nhã Trúc không dám chậm trễ, liền dẫn toàn lực tống ra một chiêu Chu Lục Ảnh Điện. Một luồng chưởng phong màu xanh lục lóe lên, làm cho Linh Tuệ phải thối lùi ra sau bốn bước. Khô Lão Linh Khuê vội tung ra hai mũi phi tiêu cản Giang Nhã Trúc, không chịu cho chưởng đã thương đại trưởng lão Linh Tuệ. Ám khí của lão vừa tung ra không trúng Giang Nhã Trúc, nhưng lại trúng vào tên đại hán hộ pháp áo xanh đứng ở bên trong chạy ra để đỡ Linh Tử. Hai hộ pháp này chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, cây đàn trưởng rời khỏi tay văng vào góc sảnh. Trường Thọ Nhân Linh Tuệ thấy hai đệ tử của Linh Viên Viện bị chết, còn Linh Tử thì bị thương, tức giận khôn cùng. Chỉ với một thiếu niên trẻ tuổi này đã hạ được một trưởng lão của Linh Viên Viện, và với một chiêu đã đẩy lùi được Linh Tuệ, đồng thời tránh được hai mũi độc tiêu của Khô Lão Linh Khuê. Khi sư huynh của chàng vẫn đứng cười và ra vẻ ung dung. Lại nữa, những chiêu thức của chàng trai thật là lạ lùng và thâm hậu. Lão nhìn Nhã Trúc cười gằn: "Vô cớ thiếu hiệp đến Linh Viên Sơn gây sự và đã thương các đệ tử của bổn viện, nhi vị đã tự tìm cái chết vào thân." Nhã Trúc cười nhạt: "Nếu chưa gặp sơn chủ Hồng Thái Châu, thiếu gia nhất định phá tan Linh Viên Viện." Linh Tuệ cười nhạt: "Chỉ sợ hai người không toàn mạng sống để rồi khỏi Linh Viên Sơn mà thôi." Dứt lời, lão dãy các đệ tử quanh mình lướt vào bên trong. Nhã Trúc nào để yên,
Chàng sử dụng ngữ khí xuyên dân chớp một cái, đã đáp xuống trước mặt của Linh Tuệ và Linh Khuê. Từ Bố Châu cũng dội theo sát gót đề phòng bất trắc xảy ra. Linh Tuệ nghe hơi gió biết có người đuổi theo liền dẫn song chưởng đẩy ra. Nhã Trúc lướt theo, thế thần ảnh tinh quang tránh né một cách tài tình. Chàng cười nhạt và nói, các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây, nếu không đưa ta đi gặp sơn chủ. Từ Bố Châu tiếp lời, chúng tôi đến đây với tính cách ôn hòa, chưa gặp sơn chủ thì vội động thủ làm gì. Linh Tuệ giận dung, lão chẳng nói chẳng rằng, hái mắt ra hiệu cho Linh Khuê, đồng nhất tung chưởng tấn công Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc tới tấp. Nội lực và võ công của hai lão nhân này không phải tầm thường, Nhã Trúc và Từ Bửu Châu không dám phân tâm. Linh Tuệ và Linh Khuê vừa đánh vừa lui vào bên khoảng bên trong sân rộng. Chưởng phong ào ạt tuôn ra, trận chiến vô cùng ác liệt. Giang Nhã Trúc và Từ Bửu Châu vừa giao đấu với hai trưởng lão, vừa để ý đề phòng các hộ pháp của Linh Viên Viện đang kéo đến dây quanh, tạo nên một bức thành trì kiên cố. Có vài tên xông vào trợ chiến, tức thì Từ Bửu Châu liền dở thất tinh chưởng. Chưởng lực của chàng như bãi vì sao xẹt đánh ra, đánh bật ba đại hán mới nhảy vào dòng chiến, đồng thời nghênh chưởng của Linh Khuê đang dùng toàn lực đánh ra. Giang Nhã Trúc vừa đấu với Linh Tuệ, vừa phân chưởng đã thương một ít hộ pháp đang tạo vòng dây. Chiều phá sơn lưỡng diện trong lục trúc bài khiến cho Linh Tuệ và các đệ tử phải lo sợ và phục thầm. Chẳng bao lâu giữa đấu tràng đã có nhiều hộ pháp của Linh Viên Viện bị hai chàng đã thương, và nhị vị trưởng lão cũng chưa áp đảo nổi hai chàng. Càng đánh râu tóc của hai lão càng dựng đứng, tỏ vẻ tức giận cùng cực, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai người mới hả lòng căm tức của họ. Trong lúc trận chiến đang hồi quyết liệt, bỗng một tràng cười lanh lảnh phát lên, tiếng cười như xé vỡ bầu không khí, như xoáy đột cả Linh Viên Sơn, hùng dĩ tiêu hùng. Chuỗi cười vừa phát ra khiến cho mọi người đều hốt hoảng lùi rộng vòng dây. Như vị trưởng lão và toàn thể đệ tử của Linh Viên Viện cơ hồ muốn bứt màng tai, họ đều ngồi phịch xuống đất, dẫn công điều tức theo phương pháp riêng mới chịu đựng nổi. Riêng Giang Nhã Trúc và Từ Bửu Châu vừa nghe tiếng cười phát lên, dẫn trong sẵn sàng xuất chiêu. Hai người sừng sững ở giữa đấu trường như hai pho tượng, mà tâm tư dao động như sắp lâm nguy. Từ Bửu Châu dẫn công chống lại tiếng cười ma quái đó, mồ hôi đã lấm tấm rịn ra. Giang Nhã Trúc trong một thoáng huyết mạch gần như đảo lộn, chàng đã lấy lại sự thăng bằng, ngửa mặt lên trời cất tiếng hú cao. Tiếng hú của chàng lanh lảnh ngân vang, lúc trầm lúc bổng, lúc nhạt lúc khoang, như một điệu nhạc hòa nhịp với giọng cười, khiến cho mọi người cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Từ Bửu Châu thấy nghĩa đệ của mình đang đem hết nội lực ra thi đua với chuỗi cười âm ma kia, chàng vội vàng ấn vào yếu huyệt, truyền thêm nội lực cho Nhã Trúc, chẳng bao lâu đã lấn áp được tiếng cười. Chuỗi cười vụt tắt hẳn và Nhã Trúc cũng ngừng tiếng hú, đứng sát bên Bửu Châu chờ đợi. Những môn viên của Linh Viên Viện vẫn dơi dòng dây và ngồi yên lặng ở dưới đất, chỉ có hai vị trưởng lão đứng bật lên. Ngay lúc đó bỗng có ba bóng đen xẹt đến, một đen hai trắng xuất hiện ở giữa đấu trường. Sự xuất hiện quá nhanh và thần tốc khiến cho người nhìn phải chóa mắt. Lúc họ đứng yên, Giang Nhã Trúc mới nhận ra ba bóng vừa đến là hai bạch dượng và một lão nhân. Lão nhân thân hình cao lớn oai nghi, đôi lông mày bạc phủ dài xuống má. Ông ta vận một bộ võ phục màu vàng, ở bên ngoài khoác một chiếc áo da gấu màu đen. Đôi mắt ông ta chiếu vào hai người một luồng điện sáng rực, làm cho Nhã Trúc và Bửu Châu khiếp vía. Lão khẽ rùng vai rồi cười lanh lảnh nói, khá lắm. Bửu Châu lạnh lùng hỏi, lão nhân là sơn chủ Hồng Thái Châu? Lão nhân không đáp, mà chiếu tia mắt sắc bén nhìn nhị vị trưởng lão đang cúi đầu thi lễ. Chúng thuộc hạ cam thất tội. Lão sơn chủ cười gằn và nói, với nội lực như nhị vị thiếu hiệp đầy các người chịu lép là phải. Rồi quay sang Nhã Trúc, ông nói tiếp, nhị vị đến đây theo lời chỉ dẫn của một khải sao? Nhã Trúc gật đầu, vâng.
Lão cười ha hả rồi nói. Mấy mươi năm rồi ta ẩn tích mai danh ở Linh Viên Sơn, ta không ngờ lão Mục Khải cũng còn nhớ và tìm ra. Rồi quay sang Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc, lão nói tiếp. Chúng bay vào hang hùm mà dám đả thương hổ con thì sinh lộ đối với chúng bay rất là hiểm đó. Nhã Trúc tuy giận nhưng vẫn ôn tồn đáp. Vì quý vị trưởng lão nhất định ngăn cản nên buộc lòng huynh đệ chúng tôi phải động thủ. Lão ngẩng mặt lên trời, giọng nói sang sảng khất lên. Tập bí kiếp trận đồ đối với bổn nhân có nghĩa lý gì đâu. Lúc trước chẳng qua là bởi phu nhân ta ưa thích nên mới đoạt của lão Mục Khải về quan đạo để nghiên cứu chơi. Nay bà ấy đã qua đời rồi, đối với ta đó là một vật lưu niệm. Một vật mà lúc sinh thời nàng rất ưa thích, đối với hai người thì hai người nghĩ sao? Từ Bố Châu trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng đáp. Nhưng vật ấy không phải là vật sở hữu của sân chủ và phu nhân, mà là của người võ lâm nơi Trung Nguyên, tên Mục Khải, thì không có một lý do gì mà sân chủ nhất định không trao cho chúng tôi. Sân chủ Hồng Thái Châu cười gian. Thiếu hiệp nói vậy thì ta cũng y lời. Nếu nhiệm vị thoát khỏi Long Đầu Trưởng và tiếp lão phu ba chiêu, nếu sau ba chiêu mà các ngươi toàn mạng thì cứ việc tự do mà xuống núi. Đoạn lão ta chỉ vào con bạch dưỡng đang ôm chiếc hộp chạm vàng rồi nói tiếp. Bí kiếp trận đồ do Linh Viên Diện đang cầm, nhị vị cứ tự nhiên đoạt lấy. Giang Nhã Trúc biết nội lực võ công của lão rất cao cường, nếu hai người cùng tiếp chiêu với lão thì e khó lòng xuống núi. Trung Nguyên với võ lâm đang bị tàn sát khủng bố và rất cần bí kíp trận đồ trong tay của Hồng Thái Châu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, chàng khẽ bảo Từ Bửu Châu. Từ huynh, huynh hại cố lấy bí kíp ở Linh Viên. Riêng phần của tiểu đệ đón tiếp lão sơn chủ, hãy cố lấy cho được bí kíp là thoát xuống núi. Đừng vì một cá nhân tiểu đệ mà làm hỏng đại sự của chúng mình đó nha. Từ Bửu Châu định phản đối thì Giang Nhã Trúc đã bước nhanh đến bên Hồng Thái Châu lên tiếng. Trước khi tiếp chiêu cùng với sơn chủ, tại hạ chỉ yêu cầu một điều. Sơn chủ gật đầu cười nhạt nói. Thiếu hiệp cứ nói đi. Giang Nhã Trúc liền nói tiếp. Tại hạ tiếp chiêu cùng sơn chủ trong lúc Từ huynh đoạt chiếc hộp bí kiếp từ tay của Linh Viên. Nếu như hiền huynh của tại hạ đoạt được trước, xin sơn chủ cho chàng được tự do xuống núi trước. Sơn chủ Hồng Thái Châu định phản đối nhưng rồi cũng chấp nhận và nói. Nếu các người có thể về được Trung Nguyên thì nói với lão Mục rằng ta không cần dùng đến trận đồ của lão ta đâu. Bằng chứng là người lên núi mà không thấy một trận pháp nào hết, có phải vậy không? Từ Bửu Châu gật đầu. Tại hạ công nhận điều này. Hồng Thái Châu cười như khoái trá và nói. Tốt lắm. Rồi lão gật đầu bảo Giang Nhã Trúc. Hãy rút kiếm ra đi. Nhã Trúc ra hiệu cho Từ Bửu Châu hành sự rồi đáp. Tại hạ không thích dùng kiếm pháp, xin sơn chủ cứ xuất Long Đầu Trưởng ra đi. Lão sơn chủ nhìn chàng trai chăm chú vũ lộng Long Đầu Trưởng theo chiêu thế vô cùng đẹp mắt và uyển chuyển. Nhã Trúc nhìn qua đã giật mình kinh hãi, vì trong thế trưởng uyển chuyển đã hưng quy lực vô cùng, không khéo thì chàng sẽ bị trưởng pháp đánh bại ngay. Vừa nghĩ chàng vừa bộ theo thế giao long khai lộ, thế bộ rất vững vàng và uy thế vô cùng ác liệt, khiến cho sơn chủ cũng phải thầm cảm phục. Lão hét lên một tiếng, Long Đầu Trưởng bổ vào Nhã Trúc với một chiêu, thế trưởng mạnh như núi sập ập tới Giang Nhã Trúc. Mới chiêu đầu mà lão đã khiến cho Nhã Trúc phải khó nhọc tránh né rồi. Lão dùng trưởng theo thế liên hoàn, đầu đầu cũng có đầu trưởng bổ dây và nhắm vào các huyệt đạo của Nhã Trúc công tới nhanh như chớp giật. Nhã Trúc hét lên một tiếng lớn, dùng toàn nội lực đẩy mạnh ra song chưởng theo thế nộ quả truyền dương. Thế chưởng như sóng bổ dồn dập bao bọc chung quanh người của chàng và đẩy ra đón đỡ ảnh quang của Long Đầu Trưởng. Trong lúc Giang Nhã Trúc và lão sơn chủ Hồng Thái Châu lâm chiến thì Từ Bố Châu cũng vội vàng phóng tới đôi bạch dượng để đoạt lấy hộp bí kíp trận độ. Chàng nóng lòng chiếm đoạt để còn rảnh tay chiếu cố cho Giang Nhã Trúc. Chỉ tưởng trong một chiêu đầu chàng sẽ chiếm được bí kíp ngay. Nào ngờ đâu, Từ Bửu Châu đã nhanh mà con bạch dưỡng lại tránh né càng nhanh hơn.
Vừa thấy bóng của chàng phóng tới, Bạch Dượng đã ôm bí kiếp, nhún chân giọt lên không trung như chiếc pháo thăng thiên. Con còn lại tống ra một chiêu đánh bạc ngang hông của Từ Bửu Châu thật mạnh. Nghe thấy gió, chàng đã quay lại trả chiêu, mảnh hổ hồi đầu, Bạch Dượng miệng rít lên the thé. Chỉ lách mình và phóng tạt qua một bên, nó đã thoát khỏi thế chưởng của Từ Bửu Châu. Chàng chưa kịp tiếp chiêu thì Bạch Dượng đã ôm tập bí kiếp, đã từ trên cao đáp xuống, chân vừa ngang vai của chàng, nó đã tung ra song cước liên hoàn, một đá vào yếu quyệt sau ót và một đá vào ngay vai hữu của chàng. Từ Bố Châu vừa hợp người né tránh thì Bạch Dượng ở dưới đất đã dùng thế xà quyền, nó trường người sát đất và song thủ chặt vào hai quyệt ở trên đầu gối của chàng. Từ Bố Châu phải trầm tay xuống đẩy ra một chưởng phong quá giải ngay. Chàng bị chúng liên kết tấn công thật là mãnh liệt, nhưng một lúc chàng đã giữ thế quân bình. Bố Châu không ngờ tài nghệ của đôi Bạch Dượng còn lanh lẹ hơn ba trưởng lão của Linh Viên Viện và còn chặt chẽ hơn những bộ pháp của đại hán áo xanh. Thảo nào mà lão sơn chủ Hồng Thái Châu lại giao bí kíp cho chúng giữ và còn cho chúng làm hai tay cận vệ đắc lực vô cùng. Chỉ qua vài chiêu, Bửu Châu đã hiểu rõ thực lực của đối phương. Chàng nóng ruột và tức tối vô cùng vì với tài nghệ của Từ Bửu Châu mà phải chống cự với đôi Dượng khá lâu mà chưa phân thắng bại gì cả. Bạch Dượng càng đánh càng say máu thêm, khiến Từ Bửu Châu ái ngại và thầm lo cho Nhã Trúc. Chàng dung chưởng toàn là những chiêu ác liệt để mong hạ đối phương. Đêm đã hầu tàn, rừng hồng đã ửng đỏ ở phương đông. Giang Nhã Trúc lúc này càng quay như một con dụ, mồ hôi đổ lấm tấm gần ướt cả áo khoác bên ngoài. Cứ mỗi lần Hồng Sơn Chủ dung trưởng pháp là mỗi lần Giang Nhã Trúc bị ép lùi. Lão vừa đánh vừa bươn những chuỗi cười khoái trá. Giang Nhã Trúc vừa lo vừa giận. Mình đã là cao thủ võ lâm, chàng đã được học những bí kíp võ công trong Lục Trúc Bài, mà giờ đây không thể nào trả công một chiêu. Cũng vì Nhã Trúc vừa đánh vừa phân tâm lo nghĩ cho Từ Bửu Châu nên chàng mới bị áp đảo tới thấp như thế. Lúc chàng định tâm chi một vào trận đấu, Nhã Trúc hét lên một tiếng, dồn toàn lực sức chiêu lãnh phong tri mệnh, nhắm vào sân chủ Hồng Thái Châu bủa tới. Giang Nhã Trúc không phải là một tay võ lực tầm thường. Lại nữa, lão sơn chủ thấy chàng cứ ở thế thủ và lùi nên có vẻ khinh địch. Đến lúc thấy một lần kiếm quang giúp thẳng vào mặt không còn cách nào để né tránh được nữa, lão đành phải buông lông đầu trượng dẫn khí vào song chưởng đỡ ngay luồng lãnh phong của đối phương. Đồng thời lão mượn đà chưởng đẩy tới phóng giúp ra sau ba trượng. Thân hình của lão cũng hơi chấn động. Nhã Trúc vừa tung ra một chưởng thì bị sơn chủ Hồng Thái Châu dùng toàn chân khí đẩy lùi nên khó bề tiếp chưởng tấn công. Suốt một đêm dài giao đấu, Giang Nhã Trúc cảm thấy mệt mỏi. Thừa lúc lão sơn chủ Hồng Thái Châu còn cách xa một trượng, liền dẫn khí điều dưỡng. Lão sơn chủ Hồng Thái Châu từ từ bước đến nhìn chàng đang dẫn công điều dưỡng. Lão cười khải và nói, những chiêu thức vừa rồi ngươi học ở đâu vậy? Giang Nhã Trúc bật cười ngạo nghễ. Học ở đâu? Ngươi hỏi để làm gì? Hai người vừa đối đáp tới đây thì chợt nghe có tiếng rú vang rền. Nhã Trúc và lão sơn chủ đều giật mình quay lại. Tại trận đấu của Từ Bửu Châu đã có kết quả rõ ràng. Chiếc hộp bí kíp đã lọt vào tay Từ Bửu Châu. Một Bạch Dượng bị chưởng của Từ Bửu Châu đánh bật tung lên như chiếc cầu rơi ra ngoài một trượng. Trong lúc Từ Bửu Châu cũng đã bị Bạch Dượng kia hất một trảo làm cho chiếc áo của chàng bị rách toạc ra một miếng lớn ở bả vai. Nhưng Từ Bửu Châu cũng đã đẩy lui được nó rồi. Nội lực của hai con Bạch Dượng thật là khỏe mạnh vô cùng. Tuy nhiên bị chưởng phong của Từ Bửu Châu đánh rúng động, rồi lại nhảy tới tấn công tiếp. Từ Bửu Châu lanh lẹ bỏ chiếc hộp vào trong túi áo rồi đứng thủ bộ để chờ đợi. Giang Nhã Trúc thấy Từ Bửu Châu đã đoạt được chiếc hộp liền mừng rỡ gọi, Từ huynh, như lời của lão sơn chủ đã hứa thì giờ này Từ huynh có thể ngang nhiên xuống núi đi đi. Lão sơn chủ đã biết dù Linh Viên có giỏi đến mức nào nhưng cũng không thể sát chiến với Từ Bửu Châu. Sau khi lão sợ chết hai con Linh Viên là một báu vật mà lão vô cùng trân quý, cho nên vội gọi lớn nói, Viên Nhi, hãy để cho hắn ta xuống núi đi. Đôi Bạch Viên tuy nghe lời nhưng vô cùng hậm hực, chúng nhìn chàng với vẻ căm tức vô cùng.
Từ Bửu Châu rảnh tay định trở lại giúp cho Giang Nhã Trúc, biết ý của chàng hét to: Từ huynh hãy xuống núi ngay, nếu cãi lời đệ thì không bao giờ thèm nhìn mặt của Từ huynh nữa. Từ Bửu Châu lo lắng nhìn Giang Nhã Trúc thì chàng đã nói tiếp: Việc trọng đại là hơn cả, đừng để vì tình cảm riêng tư mà hỏng đi đại sự, đi đi. Biết không thể cãi lời, Từ Bửu Châu phải đau nhói trong lòng mà chạy nhanh xuống núi. Lão sơn chủ hướng sang Nhã Trúc: Biết mi có toàn mạng mà xuống núi như y không hả? Nhã Trúc biểu môi: Ai cản được ta chứ. Vừa nói chàng vừa dẫn chứng đề phòng, trong lúc Hồng sơn chủ cười rú lên: Thật là khí khái, hãy tiếp chiêu đây. Lão vừa nói chuyện với Nhã Trúc, vừa dẫn nội lực đánh ra một chưởng như núi nghiêng đất lở ép vào người của chàng trai. Chưởng lực quá ư là hùng mạnh và chớp nhoáng, khiến cho chàng đã đề phòng song vẫn không kịp tránh né, chỉ còn cách dung chưởng để chặn làn chưởng lực của đối phương mà thôi. Nhưng khốn thay, chân lực của chàng không đủ để áp chế sức quyền thầm của lão sơn chủ. Chàng cảm thấy một luồng áp khí âm hàn mãnh liệt nhập vào cơ thể làm cho toàn thân chàng lạnh toát. Giang Nhã Trúc kinh hãi vội vận công bảo vệ nội tạng và tự bế các huyệt đạo, rồi đẩy ra một chiêu chống phá màn hàn khí đang xâm nhập vào cơ thể chàng. Sơn chủ Hồng Thái Châu cười ha hả nói: Thế là mi đã bị thương về âm hàn khí công của lão gia rồi. Dầu nội công của mi có đến mức nào đi chăng nữa cũng khó chịu đựng được trong 7 ngày. Vừa thốt xong, lão sơn chủ Hồng Thái Châu vẫn với nụ cười đắc thắng thì tiếp liền lão quát: Hãy nhận thêm chiêu này mà an nghỉ, dẹp mộng đặt chân lên đỉnh Linh Viên Sơn. Vừa dứt lời, tức thì một trận âm hàn như thác lũ ập đến người của Giang Nhã Trúc từ song chưởng của lão sơn chủ.